Có một sự thật rằng CPU của Intel năm nay rất mạnh với những con Gen 12, không chỉ trên desktop mà còn trên laptop nữa các bạn. Minh chứng là mình đã từng review cho các bạn những mẫu laptop sử dụng Core i7-12700H hay là Core i9-12900H. Mạnh đúng không? Mạnh chứ. Nhưng mà trên bàn mình đây đang có một con laptop sử dụng con CPU còn khủng hơn như thế nữa các bạn. Đó là Intel Core i9-12950HX. Đọc tên cũng líu lưỡi và cũng như là sức mạnh của nó cũng rất phức tạp. Chút xíu mình phân tích cho các bạn. Và đây là sản phẩm mới nhất đến từ nhà Asus, mang tên đầy đủ là Asus ROG Strixcar 17SE. Là một phiên bản nâng cấp hơn của con Scar 17 trước đó mình đã có review cho các bạn rồi. Và hôm nay thì mình sẽ review chi tiết về sức mạnh của nó và cũng như là những con CPU và GPU khủng nhất được nâng cấp ở trên đây. Còn bây giờ thì xin mời. Đầu tiên mình sẽ nhắc cho các bạn về phần cấu hình. Con laptop trên bàn chúng ta nó mang cho mình rất nhiều cái nhất các bạn. Là một trong những con laptop mắc nhất ở thời điểm hiện tại mà các bạn có thể tìm được. À, với mức giá bán rất mắc lên tới 111 triệu đồng. Mua được một con xe các bạn, nhờ các bạn mua được một con laptop để đây ha, lọt thỏm trên bàn. Rồi, thứ hai nó sử dụng một cấu hình. Một trong những cấu hình, à không, thay nói là một trong những cấu hình, nó là cấu hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại trên laptop luôn rồi các bạn. Cụ thể ở đây để có được một sức mạnh nhất như vậy thì nó phải sở hữu cấu hình như thế nào? À, hồi nãy mình đã có nhắc cho bạn rồi sơ rồi ha. Nó sử dụng một con Intel Core i9-12950HX. Nó sẽ sử dụng trong đây một con RTX 3080 Ti. Nó sẽ sử dụng 32GB ở bên trên đây, RAM D55. Bên cạnh đó nó còn được trang bị 2TB bộ nhớ lưu trữ SSD. Ngon các bạn, quá ngon luôn. Sức mạnh của con này không chỉ ao trình những con Ryzen 9 5900HX mà thậm chí nó còn mạnh hơn cả những con 12900H tới tận 20% được ra mắt hồi đầu năm các bạn. Thông qua những bài test như Cinebench R23, Blender và Passmark, nó đều chỉ ra tất cả những cái ưu điểm này của con Core i9-12950HX ở trên con laptop này luôn các bạn. Không chỉ có nâng cấp về CPU không các bạn, mà bên cạnh đó là GPU con này cũng được nâng cấp. Với cái phiên bản 3080 Ti trước đó mình đã có trải nghiệm chỉ có 150W thôi, thì con laptop này ở ngay trên bàn chúng ta được búp thêm điện các bạn. Phiên bản 3080 Ti trên đây là 175W, biến nó trở thành một con quái vật thực sự. Mọi bài test hiệu năng như là Time Spy, Firestrike đều cho ra kết quả rất tốt. Và con quái vật này đặc biệt nó không ngán bất cứ từ game eSports nào luôn các bạn ạ. Anh ơi, chả lẽ anh lại test eSports không thôi ơi. Con này 111 triệu, cấu hình laptop lên nhanh nhất. Thôi, ông lộn xộn quá, đi qua bên kia đi. Ngoài ra tôi còn test những cái tựa game AAA nữa các bạn. Và màn hình của laptop này là 17 inch 2K 240Hz với tốc độ phản hồi rất nhanh lên tới 30 giây các bạn. Và tất cả những tựa game đó tôi test ở hai setting đều cho ra mức FPS rất ổn định trên 60fps, đủ để cho tôi có thể trải nghiệm được những tựa game đó toàn vẹn và tròn vẹn nhất. Vậy là mình cũng vừa mới nhắc cho các bạn về cái phần cấu hình khủng nhất của con laptop này. Đều là những linh kiện rất là khủng tại điểm này, nếu mình không muốn nói là những con linh kiện khủng nhất dành cho một con laptop. Đúng không các bạn? Cái con Core i9 ở trên đây á, bình thường khi mà mình stress test nó đã ăn đâu đó khoảng 150 cho tới 160W điện rồi. Còn chưa kể là con GPU của chúng ta năm nay được nâng lên thành 175W. Và tổng công suất tiêu thụ của cả hai thiết bị này khi mà mình stress test thì, khi mà các bạn nghĩ coi, nó chạy maximum và căng cực khi mà các bạn sử dụng với những cái tác vụ 3D render hay là các bạn làm với những cái tác vụ về AI á. Tổng công suất có thể lên tới 230-240W một cách bình thường. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cho những cái tác vụ giống như vậy và cũng như là chơi game thì nhiệt độ của con này nó vẫn chỉ nằm đâu đó loanh quanh khoảng 80 độ C thôi. Là một mức nhiệt độ rất lý tưởng khi mà các bạn so với lại mỗi cấu hình khủng nhất như thế này. Thậm chí là trên desktop được các bạn, mình sử dụng với những con Core i9 mà mình gắn với những con tản AIO khủng nhất, nó vẫn hơn 90 độ, gần 100 độ. Nhưng mà con này nó làm được điều đó. Vậy thì tại sao nó lại có khả năng tản nhiệt khủng như vậy? Đây, mình sẽ show cho các bạn qua một cái phần mà mình tháo cái con máy này ra. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn từng cái linh kiện ha. Các bạn có thể thấy ở đây mình đã tháo chiếc máy thân thương của mình ra và các bạn có thể nhìn thấy được ngay là cái phần tản nhiệt buồng hơi rất lớn, bao phủ phần lớn những cái linh kiện của máy luôn các bạn ha. Và cũng như là có rất là nhiều điểm nhấn ở trên các cái linh kiện của họ. Và hệ thống tản nhiệt buồng hơi Vapor Chamber này bao trùm lên toàn bộ những linh kiện cần phải tản nhiệt. Và không chỉ là tản nhiệt buồng hơi đâu các bạn, mà họ còn sử dụng cả kem tản kim loại lỏng là Conductor Knot Extreme cho CPU và GPU mà các bạn vẫn thường hay gọi với cái tên thân thương là kem gấu ấy. Và đây cũng chính là lý do để SCAR17SE nó có mức hiệu năng rất mạnh mẽ và cũng như có thể ăn nhiều điện hơn. Nhưng mà nhiệt độ nó vẫn mát các bạn. Bên dưới các bạn sẽ thấy có hai khe RAM DDR5 đang được cắm sẵn hai thanh 16GB. Tổng cộng đây các bạn sẽ có 32GB RAM các bạn nha. Và bạn sẽ có 2TB SSD M2 PCIe 4.0 X4 tốc độ cao của Samsung. Và còn trống thêm một khe M2 nữa để các bạn có thể nâng cấp thêm một thanh SSD khác nếu như bạn có nhu cầu tăng thêm khả năng lưu trữ của máy. Và cũng như bạn sẽ có thêm card Wi-Fi 6E của Intel với mã là AX211 được trang bị trên máy.
Để nhận xét về cái linh kiện bên trong máy đi một chút xíu đi, thì mình sẽ thấy là hồi ôi tối ưu linh kiện quá là kinh khủng luôn các bạn. Về cái in-house của con máy này, về cái không gian bên trong á, bạn sẽ thấy nó vẫn là cái không gian của con SK17 trước đó thôi, nhưng mà bây giờ họ cho một cái hệ thống tản nhiệt khủng hơn, nhưng mà vẫn giữ nguyên cho các bạn những cái slot có thể nâng cấp, quá là kinh khủng. Và vẫn sẽ có một cái con Wi-Fi 6E đến từ Intel, thì bạn sẽ giảm bớt đi cái mối lo mà khi mà các bạn sử dụng máy á, Wi-Fi nó bị chập chờn khi mà các bạn sử dụng, nếu so sánh với lại những cái con mà sử dụng những cái Wi-Fi đến từ MediaTek. Và đấy, mình cũng vừa show cho các bạn rồi. Và các bạn thấy để cân được tất cả những linh kiện đó thì cái bộ tản nhiệt của nó rất là khủng các bạn. Đẹp lắm và nhìn nó rất là clean. Và bên cạnh đó thì để cung cấp điện được cho nguyên một cái đống linh kiện xịn sò bên trong đây, thì Asus đã trang bị cho các bạn một cái cục sạc bự hơn so với cái con SK17 trước đó. Là con này bây giờ sẽ được trang bị một cục sạc 330W, nhưng mà nó chỉ to hơn có chút xíu thôi các bạn. Và cộng cả trọng lượng của cái cục sạc với cũng như là con laptop này thì nó chưa tới 4kg. Và nó cũng vẫn là một cái mức trọng lượng tương đối là ổn áp để dành cho bạn nào mà muốn mang một con laptop hiệu năng cao nhất thời điểm hiện tại như thế này mang đi làm việc ở ngoài quán cà phê. Nó không phải là một mức cân nặng quá nặng đối với một người tập tạ như mình, nhưng mà nếu như các bạn không phải là một người tập tạ thì các bạn vẫn vác được, như là cô em Nhật của mình làm rơi mấy cái PC và desktop nhưng mà vẫn mang được một con laptop như thế này. Nhìn chung á, nói về cái khả năng cung cấp điện của một cục sạc nó to to như vậy á thì nó cũng rất là ổn áp khi mà các bạn so với lại một con laptop 17 inch với hiệu năng cao như thế này rồi. Ngon nhé. Vậy là xong cái phần tôi nói cho các bạn về cái nội thất bên trong bộ đồ lòng. Vậy thì bên ngoài có gì đặc biệt nữa các bạn? Cái phần mặt A nắp máy nè. Đây, tôi sẽ show cho các bạn xem. See? Thấy cái gì không? Đấy, các bạn sẽ thấy được những họa tiết rất đặc biệt ở trên đây và chúng đều có ý nghĩa riêng của nó các bạn nha. Không phải bình thường đâu. Và đấy, mình cũng vừa mới điểm qua cho các bạn về những cái sự thay đổi rất nổi bật trên con SK17 SE này của chúng ta. Và tất cả những thứ còn lại mang cái legacy, tức là truyền thống của những con dòng laptop SK của Asus thì nó vẫn được giữ nguyên các bạn. Đây, giả dụ như là cái armor cap ở đây các bạn vẫn sẽ có ha, để có thể thay thế một cách rất là dễ dàng theo cái sở thích của các bạn. Bạn vẫn sẽ có keystone đó, đây là một thiết bị dùng để bảo mật cho các bạn đúng không, lưu những cái profile mà các bạn thích vào bên trong đây. Rồi, chỉ cần cắm vào bên trong máy là nó sẽ chạy theo cái profile bạn đã thiết lập trước đó. Nghe tiếng không? À, đó là lúc keystone hoạt động. Bên cạnh đó thì con laptop này nó vẫn có một cái bàn phím rất ngon, bàn phím với feedback của một cái hành trình vừa đủ, rất nảy, và cũng như là full size, vẫn có bàn phím số để cho các bạn sử dụng cho mọi tác vụ. Còn về trackpad thì con trackpad này mình không có chê được các bạn, mặc dù là nó hơi bám mồ hôi dấu vân tay một chút xíu, mình là một người ra mồ hôi dấu vân tay nhiều, nhưng mà cũng không thể nào chối bỏ được cái việc là trackpad trên đây nó rất là mượt các bạn, và có một cái kích thước cũng tương đối là vừa đủ. Và chưa kể nha, tất cả những con laptop dòng ROG thì các bạn cũng thấy đó, nó đều có RGB lập lè mọi nơi, và con này cũng không phải là ngoại lệ. Ở dưới cái phần đáy á, bạn sẽ thấy là có rất là nhiều vùng RGB để cho các bạn có thể là tinh chỉnh luôn ở bên trong phần mềm AuriCred. Đây là một trong những cái mà khiến cho mình cảm thấy rất ưng, tại vì mình cũng là một người chơi hệ RGB. Để tóm gọn lại cho các bạn, tất cả những trải nghiệm của mình về con ROG Strix K17 SE này là gì? Nhiều cái nhất quá các bạn, thích quá đúng không? Và cũng như á, bạn đang thấy đó, nó có một cái cấu hình quá là khủng đi ở thời điểm hiện tại. Nếu không muốn nói nó có cấu hình khủng nhất của những con laptop ở thời điểm hiện tại, nếu mà bạn so với tất cả những cái phiên bản năm ngoái á, thì nó là một cái sự nâng cấp quá là rõ ràng, và hơn tất cả những con laptop ở thời điểm hiện tại mà mình đang thấy trên thị trường nha, có cấu hình khủng. Và bên cạnh đó, nó không chỉ được tối ưu về hiệu năng, nó còn được tối ưu cả về cân nặng, cả về những trang bị xung quanh của nó nữa. Các bạn thấy không, mình nói rất là nhiều nguyên một cái bài review của mình rồi. Và nếu như bây giờ bạn là một game thủ, cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn nhất đúng không, cái gì cũng muốn hoàn hảo, bạn muốn nè phải có hiệu năng cao, tản nhiệt nó phải tốt, nhìn nó phải đẹp, màn hình nó phải ngon, và bên cạnh đó thì chất build cũng như là những cái trang bị xung quanh đây, cái gì nó cũng phải là nhất, thì xin thưa, đây là con laptop dành cho bạn. Và chưa kể nha, bạn là một người làm việc, bạn cần một thiết bị mobile device nhưng mà vẫn phải có hiệu năng khủng để bạn làm những cái project liên quan tới 3D, nhưng mà bạn không thể vác theo một cục máy quá nặng này ở nhà của mình được, thì chắc chắn đây cũng là sản phẩm dành cho bạn. À, mà thiệt ra đó là cái góc nhìn cá nhân của mình thôi. Với 110 triệu đồng là một con số không hề nhỏ, nhưng với tất cả những giá trị mà con laptop này mang lại, với tất cả những cái nhất mà thời điểm hiện tại nó đang có, thì mình xin thưa với các bạn, đối với mình nó vẫn đáng. Còn các bạn thì sao? Các bạn nhìn cái mẫu laptop này, các bạn nghĩ gì về nó? Và với mức giá như vậy thì bạn thấy nó có hợp lý hay không? Để lại comment phía bên dưới, chúng ta cùng bàn luận nhờ mình đọc hết á. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã xem video đến tận giờ phút này. Đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho Asus ROG Strix K17 SE nha. Thiệt tên đọc líu lưỡi luôn. Và mức giá tiền của nó cũng dài y chang như vậy. Còn bây giờ thì cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.